Quý vị người Việt Nam xin trân trọng chào quý vị và sau đây bản tin sáng thứ bảy của chúng ta. Thưa quý vị, vậy là một tuần đã đi qua, chúng ta bước vào những giờ phút đầu tiên của cuối tuần này. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng chào quý vị và kính chúc quý vị một cuối tuần thật là bình an và hạnh phúc. Trong mấy ngày vừa qua, cái chuyện mà phiên tòa xử ông Trump rất là gay cấn đến mức độ mà đầy nước mắt, đầy giận dữ. Thưa quý vị, trong những ngày thứ năm, ngày thứ sáu, nó đã build up, đã tăng cái cường độ lên, những cái kịch tính bắt đầu xảy ra và phiên tòa rất là căng thẳng. Đầu tiên ta gửi một vài cái thông tin nhỏ ban đầu để dẫn đến câu chuyện trước. Trong một cái cuộc đối đầu giữa tại tòa giữa ông Trump và ông cựu luật sư của ông ta là Michael Cohen, thì hai bên này đã một thời rất là thân thiện và bây giờ hai bên này thù oán đến sinh tử lẫn nhau. Thì ra ông Trump, quan điểm Trump là gì? Ông ta chối tội, ông ta chối cái chuyện mà ăn nằm và trả tiền bịt miệng với cô đào, các cô đào phim khiêu dâm và cô đào người lớn, cô đào chuyện người lớn. Ông Trump thì phủ nhận chuyện đó, mà ông Michael Cohen đó, lúc đó là cựu luật sư cá nhân của ông Trump, thì trả tiền để bịt miệng cái cô đào này vào thời điểm mà trước cuộc bầu cử năm 2016, không muốn cái tin tức bùng nổ ra ảnh hưởng tới uy tín của ông Trump và có thể dẫn đến ông Trump thất cử. Với tư cách luật sư thì ông Michael Cohen tìm cách để bảo vệ chủ của mình, thậm chí ông dùng cái căn nhà ông ta để rút cái tiền trong đó ra để mà dùng 130 ngàn trả cho cô đào Daniel. Thì như vậy đó, để bóp miệng cô lại, để che miệng cô lại, để bịt miệng cô lại, không cho tin tức lộ vào báo chí. Như vậy thời điểm đó là Michael Cohen là một người luật sư riêng rất là trung thành với ông Trump và ông ta che chở ông Trump. Và ông Trump cũng không muốn trả tiền trực tiếp từ mình, dẫn đến có thể tin tức leak ra báo chí và ảnh hưởng đến cuộc chạy đua tổng thống của ông ta. Đó là tháng 10 trước cái cuộc bầu cử, tháng 11, thì chuyện mới xảy ra vào tháng 10. Thì ông Trump sợ đó là những tin tức nó nổ ra đó, ảnh hưởng đến cái việc uy tín của ông Trump, ảnh hưởng đến việc mà các cử tri nữ giới không bầu phiếu ông Trump và dẫn đến cái việc ứng cử rớt của ông ta. Cho nên ông ta làm ngơ cho Michael Cohen làm chuyện gì thì làm. Ông Trump biết tất cả chuyện đó và để cho Michael Cohen làm để tránh tiếng. Và bây giờ thời khi mà cơm không lành canh không ngọt, thì ông Trump muốn tiếp tục phủ nhận cho là chuyện đó ông Michael Cohen là ông làm gì ông làm, chứ không phải ông Trump không biết vào, không dính vào việc này. Và ông Michael Cohen thì phải chứng minh đó cho bằng được là ông Trump có dính líu vụ này. Một trong thủ thuật mà ông Michael Cohen đã bị ông bỏ tiền ra, tiền ông lấy từ tiền nhà của ông ra, từ tiền mà thuê, từ tiền mà rút ra cái tiền equity, tiền vốn của căn nhà để trả tiền cho ông Trump, đó ông ta muốn lấy lại, ông ta muốn mong, ông ta muốn mất tiền đâu. Cho nên ông ta gài ông Trump bảo thế là thu điện thoại, thu âm cái điện thoại nói chuyện với ông Trump. Trong những buổi nói chuyện với ông Trump đó, thì ông Michael Cohen đã lén lút dùng băng ghi âm để thi lại cuộc thu lại những cuộc nói chuyện này. Chúng ta biết là bề mặt luật pháp nước Mỹ mà mình thu âm một người nào khác qua câu chuyện trên điện thoại và không báo cho bên kia biết trước khi mình thu, đó là phạm pháp. Mà kể cả luật sư Michael Cohen cũng chơi cái đòn phạm pháp luôn để nhằm bảo vệ mình, nhằm một cột trong bài chuyện này và đòi tiền lại, đòi 130 ngàn tiền trả cho mình trở lại. Thì khi mà ông Michael Cohen đó đã lặng lẽ âm thầm mà thu, thì bây giờ tới khi mà cơm không lành canh không ngọt, hai bên đấu tố nhau trước tòa, thì ông Michael Cohen trước tòa, luật sư Michael Cohen, luật sư riêng, cựu luật sư riêng của ông Trump đó, trước tòa đã mở cái băng ghi âm đó ra trước tòa. Và ông Trump trong cuộc băng đó thì ông Trump có ý thức rằng và biết rằng cái chuyện ông Michael Cohen đó đã trả tiền cho ông ta là cái chuyện đó ăn nằm với các cô gái đồng tiền. Thì cái chuyện đó là thứ hôm thứ năm nó đã nổ ra rồi và hai bên đánh nhau nữa. Và bây giờ những cái
tòa công tố viên lôi ra những nhân chứng, ví dụ như là ông bạn thân của ông Trump, là ông Baker là giám đốc của National Enquirer, giám đốc của một tạp chí phim ngư dâm, đã khai 4 ngày đầu tiên trong cái khai mạc phiên tòa. Tòa đã thu được, công tố viên đã thu được rất nhiều chứng cứ về ông Trump. Như vậy là người bạn thân thứ nhất chúng tôi nói trước đây, trong các bản tin trước đây khi bắt đầu chương trình mà đối xử ông Trump á, tôi nói mấy người bạn thân ông Trump này, ông giám đốc của tạp chí National, tạp chí phim khiêu dâm, tạp tạp chí khiêu dâm người lớn, là một ông bạn bạn thân. Thứ hai là ông Michael Cohen, luật sư riêng của mình. Ba là cô Hope Hicks, là cô thư ký riêng của mình. Và cái người quan hệ là hai cô đào phim khiêu dâm này, năm nhân vật này sẽ được khai thác. Mà hai cô đào không ra tòa thì ông luật sư hai cô đào ra tòa thì bốn nhân vật đó sẽ là những nguồn tin mà tòa sẽ khai thác tối đa. Như vậy chúng ta thấy tòa đã khai thác ông giám đốc của cái tạp chí người lớn rồi, và bây giờ tòa đã khai thác ông Cohen rồi. Bây giờ, tòa vừa qua hôm thứ sáu ngày hôm qua đã khai thác rất là nặng có Hope Hicks là thư ký của ông Trump, trưởng ban phát ngôn nhân của ông Trump, và một trong ban vận động tranh cử của ông Trump, một nhân vật đã từng làm với ông Trump ở tại Trump Organization và giờ tiếp tục làm ban vận động tranh cử của ông Trump năm 2016. Thì những cú khai của những nhân vật này là những cái bom nổ với ông Trump. Dù ông Trump chối cách gì chăng nữa thì cái vòng thòng lọng của bên công tố viên prosecutor đã trói tương đối khá chặt, không biết ông Trump sẽ đỡ như thế nào, chúng ta chờ Trump và luật sư chúng ta sẽ đỡ như thế nào. Trong bài này chúng tôi chưa nói đến chuyện luận lý của luật sư ông Trump về cái đỡ của ông Trump, và tòa sẽ công tố viên sẽ phỏng vấn ông Trump ra sao trong những ngày tới. Chuyện còn dài, chưa hết chưa vị. Cái đoạn một là nút đã bắt đầu thắt rất là chặt. Cái sợi dây thòng lọng thắt vào cổ ông Trump rất là chặt. Bây giờ đến coi luật sư của ông Trump và ông Trump mở cái thòng lọng ra như thế nào, mở cái thành công hay không, chúng ta sẽ chờ xem. Rất là ghê gớm. Và chúng ta biết rằng đài truyền hình ngày hôm thứ năm cũng đã đăng phóng sự này, ra phóng sự và cái cuộc đối đầu giữa Michael Cohen và ông Trump tại tòa rất là thú vị. Bây giờ chúng ta ra cái chuyện hôm ngày hôm qua là ngày thứ sáu, thì chuyện bà Hope Hicks khai trước tòa cả buổi sáng và buổi chiều. Thông thường một nhân chứng quan trọng đó, thì khai rất là nhiều thời gian, không biết bà Hope Hicks còn ra tòa nữa không, nhưng mà trong ngày hôm nay bà khai buổi sáng, khai cùng buổi sáng và bà khai cùng buổi chiều. Phải nói rằng báo chí Hoa Kỳ cho rằng cái việc lời khai cung của bà Hope Hicks là cái nightmare, là một cơn ác mộng trong Donald Trump, là cái bom nổ trước tòa. Chuyện như thế nào thưa quý vị? Thì bà Hope Hicks là gì? Như chúng tôi đã nói bên trên, bà là người làm việc với ông Trump khi mà ông Trump còn ở Trump Organization. Khi ông ra tranh cử thì bà lo vấn đề bằng tuyên truyền vận động cho ông Trump. Bà Kim Trung đắc cử là bà giám đốc văn phòng của ông Trump, bà là người phát ngôn nhân của ông Trump. Do vậy, bà Hope Hicks, bà có biết toàn bộ mọi chuyện, bà lắng nghe tất cả cuộc điện thoại, bà tham dự tất cả cuộc họp, thì bà biết nhiều nhất về ông Trump. Có lẽ không ai biết nhiều bằng bà về ông Trump bằng bà Hope Hicks, cũng như là ông luật sư Michael Cohen. Và Michael Cohen là chống Trump rồi thì Hope Hicks như thế nào, cái chống Trump không? Thì ngày hôm nay có thể ông không trải qua cơn ác mộng khi bà khai trước tòa. Bà khai những gì thưa quý vị? Bà sáng sớm ngày thứ sáu hôm qua, bà Hope Hicks bước lên cái bục công khai trước phiên tòa, và bà sau đó nghỉ bữa cơm trưa ngắn, phiên tòa nghỉ ăn cơm trưa ngắn, và ngay sau đó sau đó lại bà hầu tòa và công khai trước tòa vào buổi chiều luôn, bà làm cả sáng đến chiều. Bà không biết tuần tới bà tiếp tục ra nữa không, chúng ta chờ xem. Và trong một ngày như vậy, buổi sáng bà khai còn trên 2 tiếng đồng hồ, và buổi chiều nữa chúng tôi không biết bao nhiêu lâu, nhưng mà có lẽ cũng lâu lắm. Cho nên những cái thông tin bà rạn nứt ra, bà lít ra bên ngoài, bà xì bên ngoài, thông tin rất là lớn. Đại để là hai cái vụ bà Hít nói là vụ là cái việc mà ông Trump tiết lộ những câu nói mà dâm ô, đồi trụy và xô xung xúc phạm phụ nữ. Và câu chuyện thứ hai là trả tiền bịt miệng các cô đào phim khiêu dâm.
Thì hai chuyện này nó sẽ được đề cập đến cô Hope X, cánh tay phải của ông Trump đã trả lời trước tòa như thế nào. Và có thể nói vì sao mà người ta cho rằng cái lời khai của cô là một cái cơn ác mộng, là cú đấm vào giáng trời giáng vào ông Trump. Như vậy có thể trong cái nhìn của nhiều người, cô Hope X là gì? Là một người phát ngôn nhân có kinh nghiệm, là một người đại diện cho ông Trump có kinh nghiệm, và là một người rất cứng rắn trong việc đối phó các vấn đề liên quan, và có thể là một tay dày dặn trong mặt trong chính trường nước Mỹ. Dù cô còn rất là trẻ, khuôn mặt thì non, tuổi thì trẻ, nhưng mà là một người mà người Mỹ nó gọi là communication veteran, một tay truyền thông cáo già của triều đại ông Trump, một tay truyền thông cáo già của triều đại ông Trump. Một người như vậy mới đối phó được lực lượng báo chí Mỹ nó rùng rợn rùng trời rùng đất như vậy, thì bạn nắm ở vị trí đầu sóng ngọn gió như vậy. Tuy nhiên dù có kinh nghiệm như vậy, khi bà bắt đầu công khai thì bà tuyên bố cho trước tòa bà rất là nervous, rất là lo lắng, bởi vì chuyện này nó hệ trọng quá, bà rất là lo lắng. Mà chúng ta biết rằng, như chúng ta nói lại không thừa, là tất cả những công việc mà ra khai trước tòa là chúng ta khai hữu thệ, nhưng là chúng ta phải tuyên thệ là tất cả điều chúng ta nói là sự thật và chỉ là sự thật mà thôi. Và nếu tòa biết chúng ta khai gian, khai dối, đặt điều bị chuyện, thì quý vị sẽ phạm cái tội luật hình và có thể bị ở tù. Do vậy, bà Hope Hicks dù có thương ông Trump cách mấy, bà sẽ không phải khai sự thật. Và hôm nay bà khai tá tà ra sự thật hết, và có thể gây cho ông Trump choáng váng, thưa vị. Có kêu gây ông Trump ở trong một cơn hôn mê của ác mộng, nightmare. Và nó kêu là cái buổi khai của bà Hope Hicks, nó kêu là devastating, là tàn phá ông Trump cách thê thảm. Thì chúng ta sẽ coi bà tàn phá như thế nào. Như chúng ta đã biết, chúng ta đã nói bên trên đó, là cô Hope Hicks là một người rất là trung thành với ông Trump, là một đồ đệ thân tín của ông Trump. Ông mang từ Trump Organization qua ban vận động tranh cử và qua tòa Bạch Ốc. Nhưng mà sau đó bị đứng trước nhiều vấn đề, bà Hope Hicks từ chức và ra đi làm việc khác. Nhưng mà đó là một người phụ nữ, một người thanh nữ, rất có cô tuổi còn trẻ, em rất có nhiều kinh nghiệm, dày dặn kinh nghiệm và có bản lĩnh trong công việc. Và người rất là trung thành với ông Trump. Nhưng mà cho nên khi mà nghe chuyện này, quý vị có thể nghĩ là cô hại ông Trump, mà thực ra không, cô không hại cũng không được, bởi vì cô phải kể sự thật điều cô biết, bởi vì cô nói dối là cô phải ở tù. Cô nói những việc sai lầm của ông Trump, vì cô nói thứ nhất là cái việc mà ông Trump liên quan đến cái việc và cái băng ghi âm mà ông Trump nói bậy bạ liên quan phụ nữ, chắc quý vị sẽ nghe nguyên văn ta nói như vậy. Và thứ hai là cái chuyện liên quan trả tiền bịt miệng cô đào phim khiêu dâm. Trong cái băng ghi âm á, cũng mang cái tên là Access Hollywood, của chương trình Access Hollywood, cũng băng ghi lén lại về cái cuộc mà nói chuyện của ông Trump với một số bạn bè đấu láo ấy. Thì ông Trump nói những câu mà nếu nó công khai ấy, thì phụ nữ sẽ chống ông ta rất dữ và họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump. Họ ông ta nói cái gì? Ông ta nói ấy, là khi mà gặp người phụ nữ, I just start kissing them, tôi chỉ bắt đầu hôn các cô mà thôi, tôi hôn các bà mà thôi, và cái nụ hôn của chúng tôi giống như cái cục 500 mà nó chỉ có hôn mà thôi, và tôi không có chờ đợi để làm cái chuyện đó, là nghe hôn ngay lập tức, không chờ đợi. Và khi mà Du đã là ngôi sao nổi tiếng rồi đó, thì họ cho phép bạn, các bà đàn bà cho phép bạn làm cái chuyện đó. Bạn làm bất cứ chuyện gì, bóc hút, sờ mó,
dù là bạn làm bất cứ gì mà bạn muốn, sờ mó những chỗ kín vân vân, và ai quý vị làm tất cả điều quý vị cần muốn, thì cái câu chuyện đó nó nếu mà lọt ra trên báo thì nó rất là nguy hiểm, vì ông Trump đang ở cái giai đoạn vòng đầu tranh cử. Ông Trump tìm cách ém nhẹm cái tin này, và tin này chưa giải quyết xong đó, thì đến mức độ này, cái ngày mà cái tin nó tung ra đó, và báo chí đề cập đến, truyền hình đề cập đến đó, thì vào cái ngày đó thì ở miền Đông bão cấp 4, mà cái độ tàn phá của tin này, người dân không quan tâm đến cái bão tố cấp 4, cấp 5 gì vậy, dân không quan tâm. Mà dân chỉ có 3 ngày, 3, 36 giờ đồng hồ đầu tiên của tin này ra, tất cả những người dân nước Mỹ thì dán mắt vào trong truyền hình Mỹ để xem chuyện xảy ra với ông Donald Trump. Thì như vậy, và ông ăn nói rất là bóc hốt cái đàn bà coi thường phụ nữ như vậy, thì nó gây chấn động quá, người ta không màng tới bão cấp 4. Họ không quan tâm luôn, mà họ cho rằng cái câu chuyện về cái câu chuyện Access Hollywood của ông Trump đó, nó còn thu hút sự hấp dẫn còn hơn đó, sự lo sợ, sự quan tâm còn hơn đó, là bão cấp 4 đó. Họ cho là câu chuyện của ông Trump là câu chuyện cấp 5, Access Hollywood thời chuyện sợ quá của ông Trump bị tiết lộ là bão cấp 5. Đó là một chuyện. Và ông Trump bị cái đó, mà bây giờ bị luôn cái cú nữa là trả tiền bịt miệng các cô gái nàng chơi, các cô gái đóng phim khiêu dâm nữa. Thì câu chuyện này có thể nó là một cái chiến dịch tranh cử của ông Trump pentalon luôn. Chơi ông Trump và ông Michael Cohen lúc đó còn rất là thân thiết với nhau, tìm cách để mà chạy chữa, tìm cách để mà chặn đứng lại câu chuyện này không cho lộ ra ngoài. Ông Trump nói thẳng ra thế này, ông nói với Mike Green, thà nó nổ ra, nó nổ sau khi bầu cử xong, đừng để nó nổ trước cái cuộc bầu cử. Có nghĩa là nếu nổ ra cuộc bầu cử thì ông Trump đã là tổng thống rồi, mà nổ trước cái cuộc bầu cử, nổ sau bầu cử thì ông Trump có thể là tổng thống rồi, thì chuyện đó có thể giải quyết dễ hơn. Mà nổ trước cái bầu cử thì ông Trump có thể dẫn đến thất cử, tốn tiền, tốn bạc, tốn công, tốn sức mà không đạt được mục đích của mình. Cho phe ông Trump tìm cách mà ngăn chặn bịt miệng. Trên một tháng trước ngày mà bầu cử thì ông Mike Wayne vẫn thực hiện cái mục tiêu này, là ông thay mặt ông Trump để deal với các cô đào, để trả tiền bịt miệng các cô đào phim khiêu dâm. Cái tiền cho cô mà người mẫu phim khiêu dâm á, người mẫu phim người lớn, người mẫu phim người lớn á, thì do ông chủ nhiệm của tờ báo National Enquirer trả tiền. Và cái tiền mà có con rơi á, có bị truy tố con rơi 30.000 nữa, thì ông ta trả luôn, là 150.000 ta trả rồi cho trong Trump rồi. Và cái tiền á mà cô đào Daniel là ông Michael Cohen trả, như chúng tôi đã nói bên trên, Michael Cohen nó dùng cái căn nhà của mình rút tiền ra từ căn nhà của mình, và thay mặt ông Trump trả tiền đó, nó bị miệng trước. Và bây giờ tất cả chuyện đó nó được banh tành nữa, tại vì ông Trump bàn với Michael Cohen trước mặt của Hope Hicks. Cô Hope Hicks đã nghe điều đó, biết điều đó, đọc điều đó, biết điều đó, và bây giờ cô trả lời trước tòa. Đó. Và cô trả lời bắt trình bạch luôn, Michael Cohen một mũi nhọn, rồi ông giám đốc tạp chí phim khiêu dâm một mũi nhọn thứ hai, và bây giờ cô Hope Hicks và 3 mũi nhọn tấn công vào ông Trump. Thì chúng ta sẽ coi thứ tuần tới mà phiên tòa trở lại vào ngày thứ hai tuần tới sẽ tiếp tục sự vấn đề này, thì còn khai thác Hope Hicks nữa không, rồi khai thác Michael Cohen như thế nào nữa, và sau đó thì phần đối chất giữa luật sư của ông Trump với cô Hope Hicks, luật sư của ông Trump với Michael Cohen. Thì mấy hôm nay đó, luật sư của ông Donald Trump đó, tìm cách đánh mai luật sư Michael Cohen, cựu luật sư ông Trump, tơi tả cho thằng này không đáng tin, ông này gian dối, ông này phê chuyện, ông này không không đáng tin. Và tìm cách nếu mà đánh ông Michael Cohen mà không đáng tin nữa, và đi tòa tin điều đó, thì những điều khai của ông Michael Cohen là vô giá trị. Như vậy thì tòa sẽ chứng kiến ông Michael Cohen như thế nào, và có cho là những lời khai ông ta vô giá trị không.
Và tòa đến giờ này thì họ có rất là nhiều tài liệu. Và ông biết là 4 ngày liên tiếp là ông giám đốc phim yêu giam khai nè. Rồi chúng ta biết là ông luật sư của hai cô gái đang tiền khai nè. Rồi chúng ta biết là Michael Cohen khai nè. Ta biết Hoppix khai nè. Còn ai nữa? Còn rất nhiều người. Và trong những ngày tới còn có những người mà nhân viên của Trump Organization bây giờ đã về hưu, nghĩ là cũng sẽ được kéo ra tòa để công khai nữa. Họ nắm cái chặt vấn đề tài chính. Ví dụ như họ nắm chặt vấn đề tài chính, về kế toán, về chi thu. Ông Trump phạm rất đổi trong cái tội lần biên tòa lần này 34 tội, và tập trung cái tội chính là gì? Khai gian, những cái khai gian bịa những cái câu chuyện và chi thu tài chính bất hợp pháp của vấn đề tranh cử, đó là tội hình sự. Và cái tội đó nếu xử có tội thì có 4 năm tù. Thì đó là một chuyện rất là quan quan trọng. Và năng chuyện này trước khi ta đi tiếp á, thì ta nói như này, đứa cháu của ông Michael, cháu của ông Trump á, thì cô Mary Trump á, thì vừa rồi cũng đã nói ồn ào trên làn sóng của truyền hình là gì, là ông chú tôi, tất nhiên ông Donald Trump á, cựu tổng thống Donald Trump sẽ ở tù trong tuần tới, bởi vì ông Merchant á, ông chánh án phiên tòa răn đe là xem ông Trump phạm một tội gag order, là tội mà bịt miệng, vi phạm lệnh bịt miệng, cái rồi mà châm chích nói xấu, nó khai thằng bậy thằng bạ, nó tấn công người này người nọ. Thì trước đây tuần trước nó, ông phải trả 9.000 đô la cho chính cái tội đó, một tội là 1.000 đô la, và ông tòa chánh án mới nói thẳng là nếu ông tiếp tục vi phạm nữa thì có thể bước vào tù. Và trong mấy ngày vừa qua thì người ta ghi nhận ông Trump đã phạm tội gag order một vài lần nữa. Và rất có thể theo cô cháu ruột của ông Trump đó, trong tuần này, trong tuần tới này nè, có thể tòa sẽ xử cái tội gag order ông Trump nữa. Và lần này có thể ông Cohen đã khẳng định rằng ông Trump phải ở tù ít ít chiều. Và không biết là nếu ông Trump ở tù thì ở tù bao nhiêu ngày, chúng ta không biết đó. Theo nguồn tin có thể nếu ở tù trong tội này có thể mấy giờ là cảnh cáo một buổi, khoảng cỡ đó thôi, là cảnh cáo ông Trump thôi. Nhưng mà nếu một vị tổng thống Mỹ, cựu tổng thống Mỹ mà bước vào nhà tù thì đó là chuyện, cái vấn đề đó lớn, chứ không phải là vấn đề là ở tù bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày. Cái vấn đề anh có ở tù bị nhốt vô tù hay không, cái record, cái lý lịch của anh nó bị cái con dấu là bị ở tù hình sự, thì cái đó đâu. Thì cô ai nói câu này là cô Mary Trump, là cô cháu ruột của ông Donald Trump, ba của cổ là anh ruột của Donald Trump, và của cô này với ông Trump thì giống như nước và lửa, họ thù oán rất là nhau. Và trong gia đình của ông Trump người ta có ai tham dự không á, thì bà vợ Melania Trump cũng không đến đứng bên chồng, rồi con cái Ivanka Trump không đứng bên chồng, chồng của Ivanka Trump cũng không có mặt, rồi các cô người con khác cũng không có mặt, chỉ có một đứa con trai duy nhất có mặt thôi. Thì cho thấy rằng ông Trump đang bị lạc lõng giữa cái gia đình của chính mình, lạc lõng giữa gia đình của mình, gia đình của, trong lúc mà dầu sôi lửa bỏng, cho lúc mà tù tội tới nơi, cho lúc mà bị truy tố trước tội hình sự như vậy, thì không thấy hơi ấm gia đình cả em bên. Và chắc người ta sẽ nói chuyện mà người vợ của ông Trump trước dư luận, bà Melania Trump như thế nào. Thì mấy hôm nay đọc báo rất là sướng, nghe đài rất là sướng, dồn dập tin tức vấn đề này thưa quý vị. Và như chúng ta nói, ông Trump đỡ hai cái chưởng của hôm nay của Hopkins như thế nào. Cái chưởng thứ nhất là câu chuyện Access Hollywood như thế nào, bị cô ta là chứng nhân câu chuyện này, thì cô sẽ kể lại cho quý vị nghe, và cô kể trước tòa. Và thứ hai nữa là câu chuyện thứ hai nữa là câu chuyện trả tiền bịt miệng như thế nào, thì cô là giám đốc văn phòng của ông Trump, là phát ngôn nhân của ông Trump, thì cô biết toàn bộ từ đầu đến đuôi, cô chứng kiến, cô nghe, cô chứng kiến, cô biết toàn bộ. Và đằng này cô khai, và cô khai đến mức độ như thế nào mà báo chí cho rằng ông Trump nhức đầu vì cổ. Ông Trump bị nhức đầu vì cổ, ông Trump bị khủng hoảng vì cổ, đó là cơn ác mộng của ông Trump. Thì luật sư của ông Trump và bản thân Trump sẽ biện minh về mình như thế nào để đối phó với câu hỏi. Cho tới bây giờ giống như một trận đấu bóng đá 90 phút đó,
thì trận đấu hôm nay mới khoảng 15-20 phút đầu, chưa tới tới nửa hiệp, còn con đường xử tọa trong còn cả tháng nữa, là khoảng cả cả tháng nữa thưa quý vị, còn ít nhất là 2-3 tuần thì có nhiều chuyển biến lắm, chưa hết, nhưng mà trận đấu bắt đầu rất hấp dẫn và dư luận cháu ông Trump cũng nghĩ rằng ông sẽ bị ở tù, mà tù vì chuyện là phát ngôn bậy bạ, bị dốt tù chứ không phải là bị tù về cái tội hình sự này. Và trong cái tội này có 34 tội. Bây giờ nếu như người nào theo dõi thời cuộc cứ thấy rằng là theo dõi phiên tòa, cái kỳ lượng thấy rằng các công tố viên phiên tòa họ biết tất cả mọi thứ, họ điều tra mấy năm nay rồi, họ điều ra ngày triệu hồi kia triệu hồi nọ, họ có hồ sơ, có giấy tờ, họ đủ thứ mọi thứ, họ có giấy tờ, bây giờ chỉ ra tòa công khai thôi chứ thực sự họ biết tất cả mọi thứ, họ hỏi và hỏi vậy họ biết tất cả mọi thứ, họ thậm chí họ đối chiếu chéo, đối chiếu qua đối chiếu lại, đối chiếu trước đối chiếu sau, thì ông Trump khó thoát lắm. Mặc dù ông Trump ông tuyên bố là mình vô tội, mình không có tội lỗi gì hết, mình không có làm những chuyện đó, nhưng mà có bảo vệ được điều đó trước tòa hay không là chuyện khác, hay là ông phải đành bó tay thúc thủ khi mà đối phương tung quá quá nhiều cái bằng chứng. Chúng ta chờ xem. Thì chúng ta chờ xem một cái. Và có một câu của báo chí, biết câu này tôi trích ra cho nên quý vị nghe. Vì cô Hope Hicks, cô khóc trước tòa. Thì đó là một nhân vật mà chúng tôi nói trên là bản lĩnh, kinh nghiệm, hiểu biết và biết mình làm gì. Một con cáo già trong cái vấn đề đối phó trong cái chính trường của nước Mỹ, từng ở vị trí đầu sóng ngọn gió của tòa Bạch Ốc. Nhưng mà báo chí thì biết thì cô ấy tỏ ra quá quẫn trí, lo lắng đến mức độ nervous, đến mức độ quẫn trí luôn. Có lẽ là vì đã ném ông chủ cũ của mình là ông Trump xuống gầm xe buýt. Chúng ta biết cái thuật ngữ tiếng Mỹ á, ném một một người nào đó xuống gầm xe bus á, để xe bus cán đi á, là hành động rất ác độc, hành động rất tàn nhẫn. Và cô quẫn trí, cô khóc lóc vì cô đã ném ông Trump, ông chủ cũ của mình ông Trump á, xuống dưới gầm xe bus, đến nỗi sau đó cô ấy bắt đầu bật khóc, bà khóc lên trước phiên tòa. Chúng thấy đầy bi kịch. Nói thêm quý vị mà nghe phiên tòa này, đọc phiên tòa này rất là bi kịch, và cô đã khóc lên cách thảm thiết trước phiên tòa. Và khi vụ khóc lên báo chí thì viết chữ này cũng rất là hình dung từ tiếng Việt, cái chữ tôi rất là thích là hình dung từ, mình nghe mình tưởng tượng rất là thú. Tại vì khi mà cô khóc ra như vậy thì the jury ate her words, là khi bộ khóc như vậy thì cái bồi thẩm đoàn là ăn từng chữ cô ta khóc. Thì quý vị thấy nó dùng một chữ rất độc, bồi thẩm đoàn lắng nghe chăm chú, quan sát chăm chú, để ý chăm chú cái việc cô ta khóc trước tòa, nhưng mà dùng một chữ là ate her words, đang ăn từng chữ một. Và khi mà cô khóc thì cho thấy là họ rất là để ý tới vấn đề này, impression rất là ấn tượng. Và một số bộ lâm đoàn thì ghi chép vội vội vàng vàng những điều mà ghi nhận. Thì chúng ta biết rằng trong cái tòa án của Mỹ thì bồi thẩm đoàn sẽ bỏ phiếu là ông Trump có tội không có tội. Và trong phiên tòa hình sự như này thì khi 12 người bồi thẩm đoàn và 6 người bồi thẩm đoàn dự bị, 18 người bồi thẩm đoàn ngồi nghe ghi chép và có nhận định, và tới khi bỏ phiếu phải 12 trên 12 người bồi thẩm đoàn bỏ phiếu ông Trump có tội, thì ông Trump mới trở thành người có tội, và tội đó thì tù đầy như thế nào đó tùy. Nhưng mà nếu 10 trong 12 người đó và có chỉ cần một người thôi cho rằng ông Trump không có tội thì bản án sẽ bị, phiên tòa bị hơn ấp, bị treo, nó không đi đến cái buộc tội được, thì hoặc là phiên tòa đóng lại và không xử nữa, hoặc là sẽ chuyển tới địa điểm khác, mời bồi thẩm đoàn khác để xử phiên tòa khác. Và như vậy cái cơ may mà ông Trump thoát tội không phải là không có, chỉ cần trong 12 người bồi thẩm đoàn mà lọt một người cuồng Trump vô đó thì phiên tòa nó có thể có lợi cho ông Trump.
có thể ông Trump không bị buộc tội. Nhưng mà ở cái thành phố New York, ở tiểu bang New York thì tiểu bang đa số là dân theo dân chủ và chống Trump rất nặng nề. Mà khi mà xử tại New York thì chánh án và các phiên tòa gạn lọc ra bồi thẩm đoàn rất là kỹ, thì họ chọn những người không phải cuồng Trump mà phải những người chống Trump, họ chọn những người mà hoàn toàn trong sạch, chưa có định kiến chính trị, chưa có ghét ông Trump mà không phải thương Trump, để những người đó họ nghe lắng nghe phiên tòa từ đầu đuôi, và 12 người đó sẽ bỏ phiếu quyết định là ông Trump có tội hay vô tội. Thì chúng ta tuy nói như vậy, những cái cửa ông Trump thoát là không phải là không có, cửa ông Trump thoát tội vẫn có, và cái cửa đó tương đương mở khá lớn, thì chúng ta chờ xem sao. Thì bây giờ chúng ta những ngày tới quý vị ta bắt đầu vô cái nightmare của ông Trump, cái cơn ác mộng của ông Trump, thì coi thử ông Trump sẽ vượt qua cơn ác mộng này như thế nào, có mộng đẹp hay không, chúng ta chờ xem. Và chúng tôi sẽ cứ mỗi đêm thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu thì chúng tôi sẽ tường trình cho quý vị những cái phiên tòa. Lẽ ra hôm nay chúng tôi có thể gửi ban sớm hơn buổi chiều hôm qua thứ sáu, nhưng mà xin lỗi quý vị là chúng tôi hứa quý vị là chiều, mỗi buổi chiều khi có phiên tòa, mỗi buổi chiều chúng tôi sẽ tường trình cho quý vị. Nhưng mà ngày chung hôm nay ngày xuống Nam đi mà chích thuốc vào mắt, mà khi chích thuốc vào mắt thì có 16 tiếng đồng hồ Nam không thấy được, do vậy Nam không thể đọc báo, Nam không thể mà tham khảo đọc internet được, và không có tin, phải chờ khi mà nửa đêm á, thì về sáng á, thì chúng ta Nam thấy lại đường được, thì bắt đầu mở lên laptop, mở lên computer và đọc và từ đề quý vị. Mặc dù chữ đọc vẫn chưa rõ, nhưng mà hy vọng là chúng tôi sẽ rõ hơn vào ngày mai để gửi cho quý vị. Thì ngày mai phiên tòa nghỉ, nhưng chúng tôi có tin tức mới và gửi đến quý vị bản tin vào ngày thứ bảy, tin cuối tuần của phiên tòa xử ông Trump. Hồi nãy chúng tôi có hứa quý vị là nói chuyện về bà Melania Trump thì cũng nhiều chuyện về bà ta đó. Là một người mà trợ lý của bà Melania Trump là cô Wolkoff, cô cái tên có lẽ là cô người gốc Đức, một trợ lý phụ tá của bà Melania Trump là vợ của ông Trump đó, tuyên bố là bà đã đồng lõa trong cuộc hôn nhân với ông Trump, đó là cuộc hôn nhân khác thường với Donald Trump. Thì bây giờ chúng ta biết là ông Trump là mặt chính bên ngoài, người ta nói về ông Trump rất là nhiều, nhưng mà không phải không có ít báo chí, không có nhiều người vẫn tốn giấy mực để muốn tìm hiểu về phản ứng bà Melania Trump, và coi bà có lường được ông chồng bà như thế này không. Thì chúng ta biết rằng đó, thì chúng tôi đã nói bên trên đó, là trong gia đình ông Trump hiện nay họ gần như họ không quan tâm nhiều đến ông ta. Cô Ivanka Trump không dự phiên tòa, bà Melania Trump không dự phiên tòa, để ông bố, để ông chồng bơi lội một mình chống chọi trước tòa tùy chuyện mấy ông, thì mà họ ở nhà họ không dính vô phiên tòa này. Và các đứa con khác cũng vậy, chỉ có một đứa con trai duy nhất đã đến tham phiên tòa dự với ông ta mà thôi. Trong một đám con như vậy thì chỉ có một đứa con duy nhất, thì tất cả mọi thứ đều làm lơ hết, đều cho thấy là ông Trump rất là cô đơn trong đi vận động tranh cử, rất là cô đơn đi ra tòa mấy tuần lễ liên tiếp, và rất là cô đơn đã đối phó trước giông tố. Cho nên thật sự nếu mà chúng ta nhìn như vậy, Trump là người cực kỳ cô đơn, một người có thể xông xáo ồn ào bên ngoài, nhưng mà trong thâm tâm trong nội tâm ông Trump là một sự cô đơn tuyệt đối và sự đơn độc tuyệt tuyệt đối, bởi vì ông ta nhìn thấy không có bạn. Vợ thì ông dự, con thì ông dự, rể thì ông dự, dâu thì không dự. Chúng ta thấy không? Rất là trống trải, xung quanh ông trống trải. Và những người luật sư của mình trước đây đầu đầu gắn bó với nhau, nhưng may may đầu gắn bó với nhau, thì bây giờ lại đấu tố nhau. Rồi bây giờ là cô cánh tay phải của mình cũng chống đối lại mình, cũng khai xấu của mình trước tòa, đủ tội tội rồi lỗi. Quý vị trong bối cảnh nhìn như vậy, quý vị biết ông Trump là người cực kỳ mà cô đơn.
Mà nếu kỳ này ông ta đắc cử tổng thống thì ông ta còn có sự an ủi. Mà nếu mà ông thua nữa, ông Biden một lần nữa thì có thể nói không biết như nào. Dù ông ta có thể nói là ông ta sẽ thua ông Biden thì ông nghĩ ông thua vì ông Biden gian lận. Chưa chắc ông chấp nhận kết quả bầu cử đó và có thể xuống đường phản đối. Nhưng mà cho dù ông Trump xuống đường phản đối mà không có chứng cứ, ông chẳng làm được gì. Giống như vừa rồi, ông lại ăn gian của bầu cử từ nhiều tiểu bang, nhưng ông cho rằng cuộc bầu cử bị đánh cắp, cuộc bầu cử bị gian lận, mà thật sự ông ai gian lận, ông ấy gian lận. Cho nên nếu quý vị nhìn trong tổng thể ông Trump trong thời gian các gần thập niên vừa qua, thì ông Trump là người cực kỳ cô đơn. Khi ông làm tội ốc xung quanh ông không có ai hết, và những ngày cuối cùng người ta gần như bỏ đi hết, chỉ còn để lại ông một mình tự trực cái chùa vậy thôi, gần như rất là cô đơn. Ông Trump có thể nói cô đơn đó từ đó. Trong cái đợt ra tòa lần này, báo chí khai thác rất nhiều về bà Melania, thì người ta có hiểu bộ thì bà Wolkoff, bà thư ký riêng của bà ta, thì cho rằng bà ta cho rằng sở dĩ bà ta biết trước chuyện đó và cho chấp nhận chuyện đấy trong như vậy, vì trước khi bà lấy ông Trump, những thành tích của ông Trump ăn chơi làm ăn cho tới gian díu đàn bà, thì nhiều vợ gian díu, nhiều tình nhân ăn chơi trác táng và làm những cái nghề mà bà ngoài ra không biết. Bà thừa biết những chuyện đó về ông chồng tương lai của mình, và theo những người thân cận bà ta nói, khi bà Melania Trump mà chấp nhận lấy ông chồng làm Donald Trump thì bà phải chấp nhận luôn hành động như vậy. Và ông Trump trong chiều một khác thì ông Trump làm người cũng rất là biết định vợ, là trong ngày sinh nhật vợ thì ông lại cũng lại cũng, lại hello vợ, là có những quà là cáp cho vợ vân 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 vân, và ông công khai trên thế giới thì ai cũng biết vợ tôi này nọ kia khác, thì bày tỏ là để mua chuộc Melania Trump. Mà ông bà Melania Trump và kiểm soát ông Trump rất nặng, rất hay ở chỗ là ông ta rất sợ bà ta ăn chơi đang chơi, rất là sợ vợ. Thì cái báo Mỹ theo bà mà thư ký riêng của bà Melania Trump cho rằng bà không buồn lòng, không quan tâm đến những cái lời tố cáo ăn chơi của chồng bà, vì bà đã biết trước khi bà lấy ông ta là như vậy rồi. Thì đó, thì như vậy cái cuộc hôn nhân này nó rất là cũng nhiều chi tiết rất là lạ lùng. Chúng ta sẽ tiếp tục có những ngày tới theo dõi các tin tức gì mới hay và sẽ gọi đến quý vị nghe. Và bây giờ chúng ta rời chuyện Trump tí, Trump hoài cũng mệt lắm. Rồi phiên tòa tiếp tục theo dõi tuần tới và ngày mai ngày mốt, những ngày cuối tuần tôi sẽ gửi đến cho quý vị thêm tin tức. Tuy nhiên, chúng tôi nói bản tin cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay là bản tin về lụt lội, bão tố lụt lội tại Texas, là cơn bão Harvey tấn công vào Texas. Chúng ta biết rằng là tại sao Texas nó quan trọng. Sau California thì có những tiểu bang đông người Việt là Texas, Washington State, Oregon, Florida, Washington DC, thì một trong những tiểu bang rất là quan trọng của cộng đồng người Việt sau California là Texas. Số dân người Việt tại Houston đó, chỉ đứng vào hàng thứ ba dân số của người Việt tại Hoa Kỳ, sau vùng Nam Cali, sau vùng Bắc Cali thì Houston đứng vào hàng thứ ba. Tại Houston nhà cửa rẻ, khí hậu tương đối khá nhiệt đới, gần biển và đời sống làm ăn nó dễ dàng hơn, cái chi phí rẻ, cho nên nhiều người Việt đã tràn về Houston trong mấy năm vừa qua. Và cái thành phố này, cái thành phố này đang bị lụt và bị bão Harvey tấn công cuồng phong, như vậy là bão không thì và lụt nó tràn ngập vào cái thành phố này, bão mạnh đã tấn công vào và mưa lớn đã đổ xuống nhiều ngày vừa qua tại Houston, như chúng tôi đã dự đoán và thưa quý vị trong mấy ngày trước. Và mưa lớn đến mức độ nước nó trôi xuống dòng sông tràn lên và thậm chí nó cuốn trôi đi những chiếc xe đang chạy trên đường phố, và nó tàn phá những căn nhà, những cơ sở thương mại.
và người ta đã bắt đầu di tản ở một số vùng bị ngập lụt, di tản và phải bỏ chạy di tản. Đó là chuyện của thành phố Houston. Và có lẽ quý vị nếu có những thân nhân chúng ta đang sống tại thành phố này, sống ở tại Texas, những vùng khác của Texas, thì quý vị cũng nên gọi điện thoại thăm hỏi họ. Bởi vì trong lúc này những tiếng gọi điện thoại quý vị rất quan trọng, tôi cho thấy quý vị đang quan tâm họ. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi lục lọi tại Houston và nó như thế nào. Và mưa vẫn không chấm dứt. Và mưa vẫn tiếp tục. Bão vẫn tiếp tục. Và hai thứ đó nó tàn phá Houston hiện nay. Thì chúng tôi đã ở đó vào một vài mùa lụt, có một cái cơn lụt mà chúng tôi mà bước xuống mà lái xe thành phố mà nửa bánh xe chúng tôi ngập nước không à. Chúng tôi nhớ như im cái thành phố Houston bị lụt như thế nào, tràn ngập nước từ quý vị. Và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị nếu có tin tức mới về lụt lội ở Houston, về dẫu sao đó là một cái nơi và đông người Việt sống tại ngoại, rất là nhiều gia đình của chúng ta có người thân ở Houston, bạn bè tại Houston. Quý Việt Nam xin chúc đồng hương chúng ta tại Houston vượt qua cơn bão, cơn mưa và trở lại đời sống bình an trong thời gian tới. Và chúng tôi